Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Banbu Gaming. Bây giờ mình sẽ đi tìm gặp cô nàng Jet nha các bạn. Cô nàng này bảo là biết cái địa điểm mà cái nhóm của thằng Rise nó đang cất những cái số lượng antigen lớn. Và mình sẽ đi đến gặp Jet để giúp cô này cướp cái số lượng antigen này của bên nhóm thằng Rise. Hy vọng là chúng ta sẽ không có một cái cuộc đụng độ gì đó với cái nhóm của thằng này. Is this Crane? Can you hear me on this thing? Okay, yeah, who is this? This is Tolga. À, có ai đó liên lạc với Crane các bạn, tên là Tolga gì đó. Mr. Dahl, and we are ready to put you to task. Get here on the double. Make it quick. Hey, that's rude. Tolga, don't talk to him like that. Shut up, Fantine! Get off the radio! You're going to make him mad, you idiot! Stop talking or I will punch you! Punch me? I'll kill you! Oh, idiosyncratic, great. Có vẻ như đây là một cái nhiệm vụ phụ thôi các bạn. Ok, mình sẽ tập trung mình đi làm nhiệm vụ chính thôi. Thực ra game này, những cái game thế giới mở thường là nó sẽ có rất là nhiều nhiệm vụ phụ nha các bạn. Chúng ta có thể chọn làm hoặc là bỏ qua cũng được. Nếu mà làm thì mình thường là mình sẽ được thưởng item hay là gì đó khá là giá trị nếu mà mình làm. Oh, ngay cái chỗ này nhiều zombie vậy ta. À, đây là một cái nhà safe house các bạn. Ok, mở nó lên thôi. We are waiting for you. Yes, hurry up. You're putting us behind schedule. Mình phải giết hết mấy con zombie này thì nó mới biến thành cái nhà safe house cho mình. Tránh ra. Mình đá nó thì mình sẽ tiết kiệm được cái vũ khí của mình nha các bạn. Vũ khí của mình sẽ có kêu bằng cái durability là cái độ bền đó các bạn. Mình sẽ không có sử dụng được mãi mãi một cái vũ khí. Nhưng mà đá thì phải đá rất là lâu thì nó mới chết. Chưa chết nữa. Rồi. Rồi bây giờ mình mở điện lên thôi. Ủa hồi nãy mình mở rồi mà ta. Kéo cửa lại. Ok, có thêm một cái địa điểm safe zone mới. Bây giờ là trời tối luôn rồi. Mình nên đi vào lúc này không ta? Bây giờ đây sẽ rất là nguy hiểm nha các bạn. Ok, đi thử luôn. Ra.
những cái đèn xanh này nó sẽ giúp mình đẩy lùi những cái con zombie này. Dạ. Nhanh. Quá đông luôn. Ô rồi. Không ổn rồi. Hey, I'm running a special right now. Quá nguy hiểm khi đi buổi tối luôn các bạn. Con zombie nó rất là đông. Một phần là mình không có quá nhiều vũ khí để có thể đối đầu với lại những con zombie này. Ok, đường có vẻ vắng nè. Mà ok, buổi tối chúng ta sẽ gặp những cái thằng cướp này nha các bạn. Nếu mà mình không cẩn thận nó có thể bắn mình. Mình né nó ra thôi. Ok, sắp gặp Chet rồi. Nghĩa là Chet sẽ ở trên cái đoàn tàu xe lửa. Mình sẽ kiếm cái đường ok, cái đoàn tàu xe lửa ngay chỗ này. Rồi, có vẻ ok rồi, không thấy con zombie nào trên cái khúc đường này hết. Đây nha ta. Ủa, mình đi đúng rồi mà ta. Phải mở cái này ra hay sao á. Ok, đây nè. You should see this. Something is going on at the school. Tyra's men have been hauling boxes out of that place for hours. We need to get a closer look. What's in the boxes? Good question. If it answers in, we need it. Chỗ này có lính canh gác. Có vẻ như là một cái cứ điểm rất là quan trọng của bên nhóm của thằng Rai. Jade, where? Shit. Mình sẽ đột nhập vô đây hả ta? Oh. À rồi, Chết đi đâu rồi? Ủa tại sao nó lại bắn những cái thằng lính canh gác này ta? Ok, anh bạn này chết rồi. How many bandits are inside? I only saw the ones that went in after Tahir, but I'm sure there's more. We should use different entrances. We'll cover more ground, and we'll make less noise moving separately.
Ok, Jess ở trong này. Tiếng động gì đó. Chết đâu ta? Staff only. Chỗ này là đúng rồi nè. Mà không thấy chết đâu hết. Có cái con vậy trên nó phun mình rồi. Shit. Jade, they've got this door sealed off from the inside. You got any alternatives? I remember playing here as a kid. There was a basement entrance at the back of the building. No harm in trying it. À. Ok, nhiệm vụ của mình bây giờ là phải tìm đường để đi vô ngôi trường này. Có vẻ như là mình phải đi qua phía sau rồi. Ok, trời sáng rồi. Gần sáng thôi các bạn. Một cái con nó đang đứng ở bên kia. Chà, đông nha. Con zombie lửa kìa các bạn. Nó có nhảy qua bên này không trời? Ok, mình có một cái đường ngay chỗ này có thể đi vô nè. Ý, bị dướng ngay chỗ này rồi. Ha, cái thằng này nó nhảy theo mình nó chết rồi. Another dead end. Okay, cái chỗ này cũng vô không được. You'll have to come in the way I did. I just hope we can find another way out if we have to. Head for the outbuilding on the roof. Rồi, như vậy là phải lên trên rồi. Lên trên là sẽ gặp cái thằng phun nước bọt ở trên nữa. Hên quá mấy cái con này nó không có chui vô đây được. Quá.
À, mở cái thùng này cái đã. Ồ, đơn giản rồi, được luôn. Rồi. Một cái cuốc. Thuốc lá để làm cái gì ta? Mình chưa biết thuốc lá dùng để chế cái gì hết. Vẫn chưa tìm được cái đường để đi lên cái nóc nhà của cái ngôi trường này các bạn. Thật sự là mình không có giỏi leo trèo cho lắm. Nhanh nào. Còn cái con zombie cắn. Ok, bình tĩnh. Nó thấy mình rồi. Ồ, con này nó phát độc các bạn ơi. Ồ, nó dí rồi. Ok các bạn, như là mình mất dấu mình rồi. Ở trên kia có tới hai con nó phun độc nó đứng ở trên kìa. Như vậy là chắc chắn mình phải vượt qua hai cái con này rồi. Ở đây có dây, mình có thể đun dây không ta? Rồi. Dạ, khá là đông zombie ở đây luôn. Chà, mình nghe tiếng hú rất là nhiều luôn. Có vẻ như là cái ngôi trường này nó không có yên ổn rồi. Ok, được rồi. Đây có một cái nắp hầm. Okay, Jade, I'm inside. Check the classrooms. That's the most likely place for them to store supplies. They should be marked somehow. Military jargon is pretty straightforward, so it shouldn't be hard to notice.
Ồ, trời ơi, có cái bộ xương hết hồn. À, Jet đang ở trong này rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tìm Jet thôi. Ok, ở đây mình có một cái cầu thang đi xuống. Ồ, cái toilet này nó làm mình nhớ cái toilet trong game Resident Evil phần 2 các bạn. Nhưng mà trong Resident Evil phần 2 nó cũng không có gớm đến như vậy. Tiếng của mấy cái thằng gì rồi. Cánh cửa này bị khóa rồi. Bây giờ mình phải đi đường nào ta? Mình cảm giác là mình sẽ gặp một cái con zombie nào đó khủng khiếp ở trong cái ngôi trường này. Game nó cho mình một cái bộ ankle horn để grab cái bộ medkit các bạn, dùng để hồi máu nè. Thường là nó cho mình một cái gì đó để hồi máu là chúng ta sẽ gặp một cái con gì đó nguy hiểm. Thấy không? Nó cho mình thêm một cái thanh sô-cô-la để ăn để hồi máu nữa. Nghi lắm. Ok, đi tiếp nào. Có vẻ như là chúng ta đang sắp gặp được cái kho hàng của bên nhóm thằng Rise, nó giấu ở đây rồi. Ok, mình tắt đèn thôi. Ủa, cái này là cái gì vậy ta? Xác người hay ta? Rồi, nó thấy mình rồi. Chống mặt với nó luôn. Trời ơi, nó chọi mình nữa. Ây da.
ôi đông vậy. Shit. Sao mình không thấy rồi cái ngàn nó chơi được. Chết chưa cái cuốc của mình bây giờ là có điện luôn nha các bạn. Thằng kia nó chạy nữa chứ. Ok, bọn phải hết sức cẩn thận rồi đó. Ok, mình không nên chém hai phát nha các bạn, mình chém một phát thôi rồi mình né nó. Nó sẽ chém lại mình. Nó dài. Rồi. Hồi hồi kìa chứ. Vô nè. Rồi. Chết nha. Dám chống với lại cuốc điện. Sao mình nghe cái tiếng chuông báo động ở đâu vậy ta? Rồi. Shit, cái gì vậy? Vẫn còn à? Thằng này ghê vậy. Né thằng này nha các bạn. Rồi, shit. Ôi, thằng này nó nhanh quá. Ok, mình sửa cái cây búa của mình lại thôi. Rồi. Vô đối đầu lại nè. Đây, come on bạn.
Ghê thiệt, nó đỡ được luôn. Trời ơi, mình chọi hụt nó chứ. Thôi, vẫn dùng chiến thuật bình thường. Ý, trời ơi, nó chọi mình. À, nào, mình chế được cái cây cuốc điện này quá đã luôn các bạn. Brick hammer, lấy thêm một cái búa nè. Ok, giờ mình đi tiếp thôi. Có vẻ như hết lính trong này rồi. Vẫn còn. Ok, mình tranh thủ mình kiếm mấy cái tủ rồi có thêm đồ gì không? Nó chặn đường ngay chỗ này rồi các bạn, bắt buộc mình phải đi cái đường này rồi. Chỗ này nó đông quá ta. Đỡ nữa chứ. Nhanh. Rồi, lại chết nữa rồi. Ok, đấu lại nào anh bạn. À, để xem mình có thể chế thêm được cái medkit nào nữa không ta. Ok, mình đi tiếp thôi các bạn, mình không có nguyên liệu để chế medkit nữa. Bây giờ chết thì phải chịu thôi. Ủa? Mình đi ngược đường hả ta? Nó ở trên các bạn. Nên là mình phải đi lên cầu thang rồi. Hèn chi mình nói mình đi đúng đường rồi mà tại sao nó lại chỉ mình chạy ngược lại. Rồi. Tiếp tục lại gặp nữa rồi. Oh shit. Bắt đầu nó thả zombie ra rồi. Trời ơi, thằng kia bị đinh giật mà vẫn chưa chết nữa.
giùm ta. Dài nè. Ôi sao mình cảm giác con zombie ở trong này nó dài dữ vậy ta. Con kia các bạn. Ok. Có alcohol với lại có thêm bông bằng ngay chỗ này, mình có thể chế thêm cái bộ med kit rồi. Ơi, đây rất là đông luôn. Ây da. Hèn gì nó cho mình medkit. Rồi, một em. Trời ơi, điện giật nó vậy mà nó vẫn không chết luôn. Ý. Rồi. Rồi mình bắt đầu mình cảm thấy rất là thích cái chế độ đánh của cái game này nha. Rồi cứ đánh rồi chạy, đánh rồi chạy thôi. Trời ơi tao nè. Ok, có một thằng này nữa thôi. À rồi, cái cuốc của mình nó hết điện rồi. À vẫn còn điện các bạn. Với cái chiếc SC thôi. Nếu không kịp nữa ta. Ok. Xong. Hình như là vẫn còn các bạn. Ok, chúng ta có một cái số lượng antigen ở đây để lấy rồi. Thơm rồi, thơm rồi. À, nó lại cho kẹo để hồi máu.
Đây rồi. Jade, no luck with any antizin. Looks like we'll have to talk about that other option. Oh. I still have classroom C to search though. Trời ơi, toàn là cái gì đâu không các bạn, không có thuốc các bạn. Cà phê, sữa bột ngọt gì đâu không á. Rồi thằng Rai này nó khôn thật, nó không có giấu antizin ở đây. Mình bị nó lừa rồi. Bây giờ mình phải tìm một cái chìa khóa gì đó hả ta? Để đâu? À đây rồi các bạn, cái chìa khóa đây rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để gặp Chet. Ok. Ý, shit. Vẫn còn à. Không, bây giờ là chỉ còn zombie thôi các bạn. Chạy. Ôi, cái thằng kia nó nhanh quá. Rồi xong, thằng quỷ mập nó nổ nó là mình mất một phút máu luôn rồi. Đứng gần nó quá luôn. Ở dưới nữa hả ta? À, có cái chìa khóa này sẽ mở được cái chỗ này để đi xuống nè. Rồi, không sống nổi với nó rồi. Ok, mình chạy nhanh thôi nha các bạn. Rồi, quỷ mặt nó nổ. Trời ơi, sao cái hai cái con này nó không chết. Ok,
Ok, vô được đây có vẻ an toàn rồi. Give me a hand here, would you? Yeah, sure. God, Crane, you're such an oaf. Why don't you just stick your head out the door and shout, "Here we are, come get us!" Hey, sometimes there's nothing wrong with the direct approach. Holy shit. That's... Phải anh thấy gì không ta? Plastic explosives, right? Oh, không phải thuốc. Let me take this stuff and get back to the tower. I'll deal with these assholes. Don't be ridiculous. We'll fight them together. And risk letting them keep this much ordnance? No, just go. I got this. Meet me back at the tower. Cái này là cái plan nó kêu là plastic explosive, là cái đống chất nổ hay là cái gì nè các bạn, chứ không phải là promise me thuốc. You won't let Rahim near that. Right, này nó ghê quá. Yeah, nó không of course, có I promise. Just go. Giấu thuốc ở đây. Vậy như là mình nó cố tình nó đánh lừa bên mình rồi. Rồi, hết zombie rồi, tới mấy thằng này lại. Cái cây này của mình sắp hết sử dụng được rồi. Rồi shit, mình định đổi vũ khí không được kịp với nó luôn. Rồi lấy cái vũ khí mới ra chơi với nó nè. À, cánh cửa này nó mở ra đây. Ok. God damn it. Trời ơi, cái thằng kia nó đứng từ xa nó cứ chọi chọi. Lại chết nữa. À, ok. Rồi. Cái game này nè, được một cái là khi mà mình chết thì mình không có cần phải đánh lại nha các bạn. Mình sẽ hồi sinh và đánh tiếp cái thằng mà mình đang đánh với cái lượng máu mà nó đã mất rồi luôn. Nhưng mà bị một cái là mình cũng sẽ bị mất một cái cơ số điểm rất là lớn. Đây là cái điểm rất là quan trọng để mình có thể học skill như này kia, mình cũng sẽ bị mất điểm. Bắt buộc mình phải farm điểm lại. Ok. Shit, Jade and I went looking for Antizin and found explosives instead. Now we need to get the hell. Oh, cái gì vậy? Đây là cái con zombie màu xanh mà có một lần mình gặp nó dí mình nè các bạn. And we will, but right now let's deal with these explosives, okay? Okay,
nhu cầu đánh mấy con này nữa. Chúng ta sẽ quay về để gặp Jet nha các bạn. Trời ta cũng nhá nhem tối rồi, hiện tại là mình phải đi cho nhanh. Lẽ nào chúng ta có một cái điểm an toàn ngay chỗ này. Oh, rồi. Trời, một cái chết rất là lãng xẹt luôn, bị rớt xuống từ trên cao chết. Ok, từ đây chạy về tòa tháp thì có vẻ gần các bạn, không có gần, phải đi xa lắm. Mình phải kiếm cái đường không có nguy hiểm mình đi, chứ mình nhảy xuống xa quá là mình chết nữa. Nhảy cao quá chứ. Rồi tòa tháp này ở bên kia. Rồi, đi thẳng thôi, trời vẫn chưa có tối lắm rồi. Hồi nhớ lại cái con zombie mà mình gặp trong tập trước rất là kinh dị luôn. Người nó lòi xương ra luôn. Hình như là gặp nó ở cái khúc này nè, đúng rồi, gặp ngay chỗ này luôn. Ok, chạy nhanh thôi. Lên được cái chỗ này là an toàn rồi. Ok, mình sẽ đi lên để gặp Jet. Hope you find some time to take a look at the board. Jade called me. She's taking the explosives to Saeed. She wanted me to talk to Raheem about the volatile hive and how she wants him to stay the hell away from it. Ok, chúng ta sẽ tìm gặp Raheem nha các bạn. Có vẻ như là cái đống chất nổ này sẽ có cái tác dụng gì đó đây. Trong tập trước là mình nghe anh bạn Raheem này nói là đang muốn cho nổ một cái tòa nhà gì đó. Chắc là anh này anh ở trên sân thượng rồi. Đây rồi. Crane, Saeed told me about the explosives you guys found. How perfect is that? Jade gave them to him. Saeed used to be on a bomb squad, so he knows about that stuff. Yeah, kid. That was a lucky find. Would have been better to turn up some antizin, though. My buddy Omar is making sure Saeed's putting good timers on those things. We have to be able to get our asses out of there before they blow. Whoa, we? There's no we in this. I mean, yeah, that nest needs to go. Now it's possible, but if it gets done, I'm doing it on my own. But it's my plan. And I will execute it perfectly, I promise. But... Ah, oh, shit. There's no use arguing with you, is there? Fine. I'll contact you as soon as Saeed's finished with the charges. Raheem, do we have a deal? I guess. Do we have a deal? Yes. We have a deal. Okay, one more thing. I keep seeing this bizarre kind of infected. Is Dr. Zara out at his trailer? I'd like to talk to him about it. Nah, he's down in sickbay visiting Dr. Lena. Thanks, kid. I'll see you soon.
Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi gặp ông tiến sĩ xe để báo cáo cho ổng về cái con zombie màu xanh lá lúc nãy mà mình gặp đó các bạn. Con zombie rất là lạ. Để coi ổng có biết về cái con zombie này không. Rồi, tập này mình sẽ ngừng ở đây nha các bạn. Trong tập sau thì mình sẽ đi gặp cái ông tiến sĩ này. Ok, nếu các bạn thích cái tựa game Dying Light này thì hãy nhớ giúp mình like, share và đăng ký theo dõi kênh của mình nha. Mình sẽ tiếp tục chơi cái tựa game này trên kênh Bamboo Gaming của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.